Cao Ung Khan, cái chân trái của Cao Ung Khan cũng rất khéo léo. Nguy hiểm! Cần 4 phút ở hiệp 1 để có được hai bàn thắng và dẫn lại 2-1. Còn các cầu thủ Myanmar họ chỉ cần 3 phút ở hiệp 2 thôi và thế trận lại xoay chuyển. Rất bất ngờ, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Người đã nâng tỷ số lên 3-2 cho Myanmar là đội trưởng Chomel Kyo đã chấp thời cơ rất nhanh từ một đường chuyền của cầu thủ số 7 Moyao. Cầu thủ mang áo số 4 giật đôi vô cùng kịch tính đang được diễn ra trên sân động Việt Trì. Kịch bản như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú đá phạt rất khó chịu của cầu thủ ma số 8 Cao Ung Khan, nỗ lực đưa bóng vào của Mio Aung, và đội trưởng của Myanmar thì có mặt đúng lúc đúng chỗ.